Phản ứng của Harryon khi khán giả cứ gọi Trấn Thành là tiếng đạt, nữ ca sĩ đã quyết định lên tiếng về sự cố gây ảnh hưởng đến những người trong cuộc như thế này. Trấn Thành Harryon là cặp vợ chồng thu hút sự chú ý của dư luận trong showbiz Việt từ lúc yêu nhau cho đến kết hôn. Từ khi công khai tình cảm, cả hai nhận phải nhiều gạch đá từ dư luận, nhưng họ vẫn bất chấp để tiến đến hôn nhân. Sau hơn một năm kết hôn, vợ chồng Trấn Thành đã có một hạnh phúc quá đỗi ngọt ngào. Tuy nhiên, dù cả hai đã là vợ chồng của nhau, nhưng câu chuyện của Harryon với tình cũ Tiến Đạt vẫn bị mọi người nhắc đến trên các diễn đàn. Thậm chí, họ còn có thể lộn cả danh tính, nhiều lần gọi Trấn Thành là Tiến Đạt. Sự việc này đã từng khiến Trấn Thành khá bức xúc và đáp trả thẳng thắn. Mới đây, khi trò chuyện với báo, Harryon đã lên tiếng về tình tiết nhầm lẫn không mấy hay ho này. Bà xã Trấn Thành nói, nghệ sĩ chúng tôi cũng là những người bình thường, cũng biết vui buồn, hờn giận chứ. Trong chuyện này tôi nghĩ không chỉ riêng tôi mà bất cứ ai cũng sẽ khó xử nếu họ cũng bị người khác cố tình chế giễu như vậy. Chúng ta đều đã là người trưởng thành, tôi hy vọng những khán giả đó sẽ cẩn trọng hơn trong cách ứng xử cũng như lời ăn tiếng nói. Xin hãy là những người văn minh, nhìn mọi việc theo hướng tích cực để mọi người cùng vui vẻ thay vì cố tình dìm hàng người khác như thế. Trước đó khi đang hào hứng livestream với vợ, một khán giả vào bình luận, em chào anh Đạt và chị Harry. Khi ấy nam diễn viên hài thẳng thắn bày tỏ quan điểm. Nói cho bạn biết, nếu như bạn ăn nói không có văn hóa như vậy, thì mời bạn ra khỏi chỗ này, không nên vào ăn nói bậy bạ như vậy bạn nhé. Chúng ta là những người văn minh nên không ăn nói như vậy đâu bạn. Tôi nêu tên bạn lên cho mọi người biết luôn đấy, không thể làm như thế được. Trời ơi, bây giờ là năm nào rồi mà còn ăn nói như vậy, thật là hết nói nổi với bạn. Cười vỡ bụng với clip Harryon và dàn sao Việt lầy lộ chơi tam sao thức bản. Sự xuất hiện của Harryon trong vai trò khách mời cùng dàn sao trong đó có ông xã Trấn Thành mang lại tiếng cười thoải mái cho khán giả truyền hình khi chơi tam sao thức bản phiên bản sao Việt. Mới đây, đoạn clip ngắn về Harryon chơi cùng dàn sao Việt trong chương trình tam sao thức bản phiên bản sao Việt khiến nhiều người không khỏi bật cười. Với chất giọng không rõ ràng, truyền qua giọng nói của Harryon khiến nhiều người phải bật cười vì cô truyền tải câu nói không đúng cũng như không có nghĩa. Chính ông xã Trấn Thành chia sẻ vui, nếu thi tam sao thất bản mà truyền qua con người nước ngoài này thì chịu thua. Câu nói lầy lội của Trấn Thành khiến MC Hồng Vân cũng bật cười. Tham gia trò chơi có sự góp mặt của loạt sao Việt như Trấn Thành, Harryon, Ninh Dương Lan Ngọc, Gia Gia Trương Nhi, Khương Ngọc, Đại Nghĩa, Dương Lâm Hữu Tính. Riêng nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân là người quản trò và đưa ra các gợi ý cho các nghệ sĩ. Khi danh hài Hồng Vân đưa đề bài cho Khương Ngọc, năm con chó dẹp âu lo, hai đội phải vượt thử thách bằng việc đeo tai phone có nhạc lớn, ngồi trên những quả bóng lơ lửng và tìm cách truyền chính xác một thông điệp cho nhau. Sau đó với việc Ninh Dương Lan Ngọc góp phần, khiến câu chúc từ trưởng thôn Hồng Vân lạc trôi sang một nghĩa hoàn toàn khác, Trấn Thành đã quyết định đưa bà xã Harryon lên vị trí đầu tiên. Trấn Thành nhận được câu nói Harryon cũng bất thần. Trấn Thành không ngờ rằng hành động này cuối cùng đã khiến anh phải cúi mặt cúi đầu xin lỗi cả khán giả lẫn đồng đội. Lý do chính là sau khi kết thúc vòng truyền tin với đáp án quá sai trái, mọi người mới phát hiện ra ngay từ đầu Harryon đã đọc sai câu chúc trong tay Hồng Vân. Bà xã Trấn Thành thậm chí còn thừa nhận mình không còn nhớ đã truyền câu gì, khiến cả đội càng thêm phen té ngửa. Đụng hàng với nhau, Hương Giang chặt chém chẳng nể nang, nhìn bộ đồ thứ hai Ngọc Trinh buồn tím mặt. Tưởng Ngọc Trinh đẹp lắm, không ngờ đụng với Hương Giang lại ra nông nỗi này, đúng là vỏ quýt dày gặp móng tay nhọn. Mới đây, Hương Giang Idol đăng quang Hoa hậu chuyển giới quốc tế 2018, khiến khán giả Việt Nam vô cùng vui mừng và tự hào. Trước đó, Hương Giang được mệnh danh là ca sĩ chuyển giới đẹp nhất Việt Nam. Quả thật, dù là người chuyển giới, nhưng cô sở hữu một thân hình hết sức nóng bỏng và nuột nà, đôi khi còn ăn đứt nhiều mỹ nhân Việt. Có người cho rằng Hương Giang còn đẹp chẳng kém nữ hoàng nội y Ngọc Trinh. Và quả thật khi chạm mặt thì hai mỹ nhân này đẹp 1:9, 1:10, thậm chí khi đụng hàng thì Hương Giang còn có phần nóng bỏng hơn. Nhiều người cho rằng Hương Giang đẹp chẳng kém Ngọc Trinh. Hai cô gái ngang ngửa nhau, gương mặt và vóc dáng đều hút hồn. Ngọc Trinh mặc áo tắm thì đẹp miễn chê. Làn da trắng, bao vòng cân đối khiến Ngọc Trinh đẹp không tì vết. Và cũng bộ áo tắm giống Ngọc Trinh, chỉ khác màu thì Hương Giang cũng đẹp xuất sắc. Nhìn đường cong của người đẹp chuyển giới mà thèm. Như thế này ai dám nói Hương Giang thua Ngọc Trinh.
Hương Giang xứng đáng là đối thủ đáng gờm của Ngọc Trinh. Ngọc Trinh từng gây xôn xao khi xuất hiện ở đám cưới của Tú Vi với chiếc váy sexy. Quay trước hay sau thì cô nàng đều hút mắt. Hương Giang cũng có một chiếc tương tự nhưng lại màu đỏ. Ngoài việc khéo léo kết hợp với vòng cổ để tạo điểm nhấn thì vòng một của Hương Giang nhìn bự hơn hẳn. Xét một cách tổng thể thì nhìn Hương Giang vẫn chất hơn. Không dừng lại ở hai lần đụng hàng, hai người đẹp này xem ra cũng khá nhiều lần đụng phong cách. Ví dụ như lần cùng lấy khăn làm áo này nhìn Hương Giang chảnh hơn hẳn. Ra sân tennis thì Ngọc Trinh cũng phải ngậm ngùi thua Hương Giang. Hay trong những bộ bodysuit thì Hương Giang cũng khoe được eo con kiến chẳng kém cạnh nữ hoàng nội y. Thậm chí đến mức khoe chân ngực thì nhìn đôi gò bồng của Hương Giang ngùng ngộn căng đét. Tuy nhiên lần này thì ai cũng có vẻ đẹp riêng, chẳng ai thua kém ai. Hoa hậu Phương Nga chia sẻ về cuộc sống sau gần 9 tháng được tại ngoại. Người đẹp cho biết cô vừa có một cái Tết giản dị nhưng đầy niềm vui sau 2 năm phải đón xuân trong trại giam. Sau gần 9 tháng được tại ngoại, Phương Nga đã lấy lại được sức khỏe và tinh thần. Trò chuyện với báo Hoa hậu Người Việt tại Nga cho biết Tết Mậu Tuất vừa qua rất ý nghĩa với cô. Tôi có quần áo mới, tủ lạnh đầy ắp đồ ăn, được nghe nhạc xem bắn pháo hoa. Nhớ lại hai cái Tết trước đó phải đón xuân trong tù, cảm giác thật kinh khủng, Phương Nga nói. Người đẹp kể, hai lần đón xuân trong tù là khoảng thời gian cô không bao giờ quên trong đời. Năm đầu tiên ăn Tết trong phòng giam lạnh lẽo thật đáng sợ. Tôi ăn ngủ cạnh toilet, mỗi ngày cán bộ vào phát cơm 2 lần. Tôi được cho một cái bánh chưng, nhưng vì không có tủ lạnh nên bánh thiêu rất nhanh. Ngày thường còn được phát báo giấy đọc, ngày Tết không có báo chí gì luôn. Bạn tù cũng buồn chán căng thẳng nên cứ kiếm chuyện cãi cọ với nhau suốt. Năm thứ 2 có kinh nghiệm rồi nên tôi thấy đỡ hơn. Nói chung những ai từng ăn Tết trong tù rồi mới hiểu cảm giác đó là thế nào, Phương Nga nhớ lại. Hoa hậu sinh năm 1987, hiện sống một mình tại thành phố Hồ Chí Minh. Cô nói mình đã quen tự lập, không có người thân bên cạnh. Hầu hết thời gian cô ở nhà, ít khi ra ngoài vì ngại nhiều người nhận ra chỉ trỏ chụp ảnh. Ngày tôi mới về cứ ra đường là lại gây ra cảnh náo loạn. Tôi sợ không dám đi siêu thị mua đồ. Bây giờ người ta cũng bớt chú ý hơn, nhưng tôi vẫn hạn chế xuất hiện ở nơi công cộng, cô nói. Hiện Phương Nga và bản thân Thùy Dung vẫn gắn bó, thường xuyên gặp gỡ, chia sẻ vui buồn với nhau. Hoa hậu coi Thùy Dung như tri âm tri kỷ trong mọi lĩnh vực cuộc sống. Sau khi Phương Nga được tại ngoại, có nhiều người ngỏ ý mời cô về làm việc với mức lương hậu hĩnh, nhưng người đẹp chưa nhận lời ai. Lúc đó sức khỏe của tôi quá yếu, không làm gì nổi. Đi chơi loanh quanh một buổi là tôi về nằm mấy ngày. Thời gian qua, bố của Thùy Dung là một lương y đã bốc thuốc bắc cho hai đứa uống rất nhiều, nên chúng tôi dần hồi phục. Giờ cũng ổn rồi, Phương Nga cho biết. Gần 9 tháng kể từ khi được tại ngoại, Phương Nga vẫn cảm thấy cuộc sống bên ngoài còn nhiều điều lạ lẫm mới mẻ. Đầu năm Mậu Tuất, cô và Thùy Dung đã rủ nhau đi lễ chùa, thắp nhang cầu bình an. Sắp tới Phương Nga dự định quay lại nghề MC trước đây. Ít ngày trước, cô đã lập lại trang cá nhân mới để kết nối, trò chuyện với bạn bè, đồng nghiệp cũ. Hoa hậu Trương Hồ Phương Nga từng bị cáo buộc cùng người bạn Nguyễn Đức Thùy Dung lừa ông Cao Toàn Mỹ mua nhà giá rẻ, chiếm đoạt 16,5 tỷ đồng. Tháng 9 2016, trong lần đầu bị đưa ra xét xử, Phương Nga khẳng định không có chuyện mua bán nhà giữa cô và đại gia Mỹ. Hai người có quan hệ yêu đương và 16,5 tỷ đồng cô nhận là thỏa thuận tình cảm giữa hai bên trong 7 năm. Khi cả hai xảy ra mâu thuẫn, ông Mỹ muốn đòi lại tiền, Nga tố ông Mỹ vi phạm chế độ hôn nhân. Còn ông tố cáo cô mượn tiền không trả, sau đó đổi sang tố lừa mua nhà giá rẻ. Qua quá trình điều tra, hoa hậu im lặng trước cáo buộc bởi lý do không tin bất cứ ai kể cả điều tra viên. Sau khi điều tra lại, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh mở phiên tòa lần 2 vào cuối tháng 6. Do căn cứ buộc tội đối với hai bị cáo có nhiều điểm chưa được làm rõ, nên tòa yêu cầu tiếp tục điều tra thêm. Phương Nga và Thùy Dung được cho tại ngoại nhưng cấm đi khỏi nơi cư trú. Đây là hành động khác biệt lớn nhất giữa Hương Giang với các nàng hậu vi biết khác khi đăng quang. Đây là hành động các người đẹp và ekip thường làm ngay sau khi đăng quang, nhưng với Hương Giang thì không. Không giờ ngày 10 tháng 3, Hương Giang được gọi tên trở thành Tân Hoa hậu Chuyển giới quốc tế 2018. Đây là kết quả xứng đáng với những cố gắng nỗ lực một cách bền bỉ của người đẹp Việt. Sau khi đăng quang, Hương Giang không vội về Việt Nam mà ngay lập tức bắt tay ngay vào những hoạt động của một hoa hậu. Cô được truyền thông liên tục đưa tin và nhận nhiều tình cảm của khán giả trong và ngoài nước.
Và ít ai để ý, một trong những điểm khác biệt giữa Hương Giang và những người đẹp Việt khác khi đăng quang, mà gần nhất là Đỗ Mỹ Linh và Hennie, đó là không khóa tài khoản Facebook. Trước đó, trong buổi gặp gỡ báo chí trước thời điểm sang Thái Lan dự thi, khi được hỏi có sợ nếu may mắn đăng quang sẽ bị bới móc lại những hình ảnh trong quá khứ hay không, Hương Giang đã vừa đùa vừa thật cho biết cô sẽ cân nhắc việc khóa tài khoản cá nhân trước đêm chung kết. Tuy nhiên, sau đó Hương Giang thẳng thắn chia sẻ cô không hề sợ hình ảnh trước đây của mình bị đào bới lại, vì đó là một phần trong cuộc đời và không có gì phải xấu hổ vì điều đó cả. Có lẽ đây chính là nguyên nhân Hương Giang quyết định giữ trang Facebook của mình hoạt động liên tục ngay sau khi đăng quang. Trước đó, trong lịch sử các kỳ Hoa hậu, thì sự cố Đỗ Mỹ Linh bị khai quật những đoạn status từ ngày còn đi học cấp 2 để trở thành chủ đề được mang ra bàn tán sôi nổi. Chính vì thế, nhiều người đẹp Việt đã chọn giải pháp khóa trang cá nhân sau khi đăng quang, thậm chí là ngay cả trước đêm chung kết để tránh những rắc rối không đáng có.